Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tablet. Nếu như các bạn đang muốn tìm kiếm cho mình một chiếc máy tính bảng chạy Android trong tầm giá dưới 3 triệu đồng nhưng màn hình phải xịn, loa phải ngon, thiết kế nhỏ gọn, hiệu năng đủ xài theo đúng kiểu ngon bổ rẻ thì video này là dành cho các bạn. Trước khi bắt đầu vào video thì mình xin giới thiệu anh em mình đang cầm trên tay chiếc máy tính bảng MediaPad M3 8.4 của Huawei. Mình xin cam kết luôn rằng đây là chiếc máy tính bảng không có đối thủ ở tầm tiền này. Vậy thì chiếc máy này nó sẽ có gì hay ho và chúng ta có nên mua nó ở thời điểm năm 2020 hay là không? Mời các anh em cùng vào video. Hiện tại, Viettablet là cửa hàng hiếm hoi vẫn còn đang kinh doanh dòng sản phẩm này với chất lượng máy và chế độ bảo hành rất tốt. Mình sẽ để đường link ngay phía bên dưới, các anh em có thể kích vào và xem. MediaPad có rất nhiều mã, trong đó mã trên tay mình là DJ01 Docomo Hà Nội Địa Nhật. Có thể gắn SIM vào, nghe gọi, 4G Wi-Fi đầy đủ, không thiếu món gì cả. Và đặc biệt nhất đó là nó có thiết kế màn hình chỉ vỏn vẹn 8.4 inch mà thôi. Phần thân được làm bằng kim loại cho nên nó cho một cảm giác cầm trên tay rất là mịn màng, mát mẻ và không hề bị bắn vân tay. Nói đến vân tay thì Huawei cũng đã trang bị thêm cho chiếc máy công nghệ quét vân tay. Khả năng quét vân tay phải nói là rất nhạy, nó nhạy y hệt như iPhone vậy. Chỉ cần một chạm là mở máy ngay lập tức. Máy được làm nguyên khối liền mạch cho nên nó cho một cái cảm giác cầm nắm rất là chắc chắn, ôm sát vào lòng bàn tay, thậm chí là mình có thể thao tác được bằng một tay này kìa. Cho nên nếu như anh em mua cái máy này về để cho các cháu nhỏ xài thì sẽ cực kỳ hợp lý. Really nigga. Nhưng điểm đáng chú ý của chiếc M3 8.4 này lại không nằm ở thiết kế mà sẽ nằm ở màn hình, hiệu năng và đặc biệt là phần loa. Màn hình thì tuy không phải là tấm nền Super AMOLED hay là OLED hay là Retina xịn sò, mà cũng đúng thôi. Có 3 triệu đồng thì đào đâu ra con máy có những tấm màn này. Nhưng mà ít nhất thì với chiếc M3 8.4 chúng ta cũng đã có được màn hình với độ phân giải lên đến 2K. Là 2K cho các anh em, cùng với công nghệ IPS LCD cho góc nhìn rộng và chống chói cực tốt. Tấm màn này vẫn dư sức đáp ứng cho chúng ta những hình ảnh sắc nét, sống động và cũng không kém rực rỡ. Các anh em nhìn kỹ phía dưới mặt lưng sẽ thấy dòng chữ Harman Kardon. Đây là một thương hiệu sản xuất loa và các thiết bị liên quan đến âm thanh cực kỳ nổi tiếng. Các anh em có thể search lên Google là sẽ thấy ngay. Và đúng như vậy, chiếc MediaPad 8.4 được trang bị hẳn hoi bộ loa Harman cực kỳ xịn sò này. Âm thanh bật max loa thì có màu quẩy tung nóc. Để mình mở vài bài nhạc cho các anh em test thử bộ loa này. Đấy, các anh em thấy ngon lành chưa? Một con máy chưa tới 3 triệu đồng mà đã sở hữu được màn hình với độ phân giải lên đến 2K IPS LCD, đã vậy còn gắn thêm con loa Harman đầy mạnh mẽ và nỗ lực. Con này mà mang về cho các chị em cài phim hay là cho các cháu nhỏ học tiếng Anh đây ấy thì sẽ không chê vào đâu được. Thiết kế thì nhỏ nhắn, gọn nhẹ, màn hình 2K IPS LCD, âm thanh thì to rõ, không cần phải xài đến cái tai nghe làm gì cho nó ảnh hưởng đến thính giác đúng không? Ấy, ngoài ra thì màn hình cũng chỉ có 8.4 inch nè. Mua về thì không lo các cháu nhỏ nhà mình sẽ bị cận thị, bởi vì những chiếc máy tính bảng đa số nó có màn hình rất là to cho nên cái tia khúc xạ nó sẽ phát ra cực kỳ nhiều. Ấy, nói chung là rất tuyệt vời. Tuy không được trang bị những con chip mạnh mẽ như là Snapdragon 835 hay 845, nhưng theo mình thấy thì với các tác vụ cơ bản như là nghe gọi, lướt web, xem phim thì con chip Kirin 950 đã là quá đủ để chúng ta có những trải nghiệm mượt mà và ổn định trên chiếc MediaPad. Nói đi cũng phải nói lại, vì đã có tuổi đời khá là lâu rồi cho nên chiếc MediaPad cũng sẽ có một số hạn chế nhất định. Bộ nhớ lưu trữ chỉ có 16GB cùng với thanh RAM 3GB mà thôi. Với một số chiếc iPad thì nhiêu đó cũng đôi khi đủ xài, nhưng mà với một chiếc tablet chạy Android thì đó là một con số không ổn chút nào cả. Cộng thêm việc hệ điều hành Android chỉ dừng lại phiên bản 7.0 cũng sẽ khiến cho người dùng chịu thiệt thòi khi không được trải nghiệm thêm những tính năng mới, giao diện mới và bảo mật tốt hơn đến từ phiên bản Android 10 hiện tại. Mình cũng chắc chắn một điều là nếu các anh em sử dụng con máy này cho các nhu cầu công việc thì chỉ tầm một khoảng thời gian ngắn thôi là sẽ bắt đầu xuất hiện các hiện tượng như là giặt lát hay là đơ máy. Nhưng chỉ lướt web, nghe nhạc, xem phim nhẹ nhàng thôi và không tải quá nhiều các app linh tinh thì con chip Kirin 950 cùng với bộ nhớ RAM 3GB vẫn có thể cân được một số tựa game đình đám hiện nay như là PUBG Mobile, League of Legends. Chỉ cần chúng ta tắt hết các ứng dụng đang chạy ngầm, chỉnh mức độ họa mượt mà thôi.
giảm ABS xuống một tí, thế là đã có thể chiến ổn rồi. Nhưng mà lưu ý là thân máy được làm bằng kim loại nên sẽ tỏa nhiệt khá nhiều, gắn vào một cái ốp lưng hay là cái bao da nó sẽ ổn hơn. Thêm một nhược điểm nữa của chiếc Medebus chính là phần camera. Mình biết là camera ở những chiếc máy tính bảng phân khúc giá rẻ đa số nó đều sẽ tệ hơn so với những chiếc smartphone đồng giá. Nhưng mà mình lại không nghĩ là camera của chiếc 13 800 này nó lại tệ đến như vậy. Chụp cận cảnh nhưng hình ảnh thu được nó lại xuất hiện rất là nhiều noise, có cảm giác cứ như là bị ao nét vậy. Đã vậy camera sau lại còn không có đèn flash nữa, cho nên cái câu chuyện chụp hình trong điều kiện thiếu sáng thực sự rất là xa xỉ đối với chiếc máy tính bảng này. Nhưng mà nếu như chúng ta suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn, kiểu như là thôi chụp cho có chụp vậy, thì camera vẫn có thể ở mức tạm được. Nói tóm lại thì khoảng 3 triệu đồng cho chiếc MediaPad 13 8.4, chúng ta sẽ nhận những gì? Màn hình IPS LCD cho góc nhìn rất rộng với độ phân giải sắc nét lên đến 2K, thiết kế nhỏ gọn, màn hình 8.4 inch, có thể cầm vừa một tay, quét vân tay siêu nhạy, bộ loa Harman cực kỳ chất lượng, hỗ trợ cả công nghệ sạc nhanh, nghe gọi Wi-Fi 4G có đủ, và cuối cùng là con chip Kirin 950 vẫn đủ sạc từ điểm hiện tại. Nhưng đánh đổi lại thì chúng ta sẽ mất đi những trải nghiệm đáng giá ở Android 11 sắp ra mắt, vì con máy hiện tại chỉ có thể ở phiên bản Android 7.0 mà thôi. Dung lượng pin thì chỉ 5100 mAh, là con số quá ít ỏi cho một chiếc máy tính bảng, trong khi ở một số dòng smartphone đã được trang bị hơn 4000 mAh rồi. Camera thì chưa thực sự tốt và máy sẽ mau nóng khi chiến game hoặc cài phim hay là sử dụng 4G dài dài. Nhưng với mình thì trong tầm giá chưa tới 3 triệu đồng mà đã được như vậy thì Huawei họ đã thực sự làm rất tốt và chiếc MediaPad này cũng quá tuyệt vời. Còn các em thì sao? Các em sẽ nghĩ gì về chiếc máy tính bảng này? Hãy để lại ngay những comment phía bên dưới. Và nếu các em cảm thấy video này hữu ích thì hãy nhấn subscribe và ủng hộ cho team Media nhà Việt Net. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Dừng chân trên bên chiều nắng.